Mối quan hệ của bạn và người ấy có tiến xa được hay không là phụ thuộc vào chính biểu hiện của bạn trong lần đầu tiên hẹn hò đấy. Nhớ là mua hoa, con gái thường thích hoa, chính vì thế để tạo ấn tượng trong mắt người ấy trong lần hẹn hò đầu tiên, hãy nhớ là tác dụng của những đóa hoa nhé. Nó sẽ khiến nàng thấy thực sự hạnh phúc lúc biết rằng bạn đang xuất hiện với thành ý của làm nàng cảm thấy vui. Thế nhưng trong nhiều trường hợp, các chàng trai dường như lại quên đi những việc tưởng chừng như nhỏ nhặt mà vô cùng quan trọng này. Chỉ ăn tối cùng nhau đi ăn tối thay vì cà phê, xem phim, đây chính là cách tốt nhất để bạn và đối phương có thể hiểu nhau rõ hơn. Trọng tâm của việc hẹn hò đó chính là để người khác hiểu về mình hơn. Vì thế trong bữa tiệc hãy cùng chia sẻ những mẩu chuyện, sở thích sẽ là cơ hội tuyệt vời để kéo hai bạn gần nhau hơn. Trò chuyện một cách tự nhiên nhất, dù bạn là người tự tin hay cô gái mà bạn hẹn hò xinh đẹp thế nào đi chăng nữa, thì trong buổi gặp mặt đầu tiên, đừng quá vô vọc hay khen ngợi cô ấy quá nhiều, hãy kể những mẩu chuyện giữa hai bạn diễn ra một cách tự nhiên nhất. Bạn nên là người thanh toán trong buổi hẹn đầu. Trong buổi đầu hò này, các đấng mày râu nên là người giữ thế chủ động trong việc thanh toán bữa tiệc. Đây là một hoạt động cho thấy bạn thực sự quan tâm đến cô ấy và hoàn toàn có thể tự chủ trong tài chính cũng như những công việc cá nhân. Tuy đây là thế kỷ của việc bình đẳng giữa hai giới, nhưng việc các chàng trai giữ thế chủ động cho việc chi trả trong buổi hẹn đầu tiên là việc bạn nên làm để thể hiện sự ga lăng, bản lĩnh của mình trong mắt đối phương. Đưa nàng về tận nhà, hành động này thể hiện sự lịch thiệp và quan tâm đúng mực với đối phương. Bạn nên đưa cô gái của mình về nhà để chắc chắn cô ấy an toàn sau buổi hẹn hò với mình, bởi thực sự con gái đi một mình buổi tối thường rất nguy hiểm. Hơn nữa, hành động này cũng là thông điệp ngầm để đối phương hiểu rằng bạn thực sự rất quan tâm và lo lắng cho cô ấy. Đây tuy chỉ là một hành động nhỏ nhưng thực sự rất quan trọng để hạ gục trái tim nàng. Đừng thiếu những cử chỉ ga lăng. Đừng bao giờ nhận định rằng ga lăng chỉ là một hành động sến súa trên phim ảnh mà không nên áp dụng ngoài đời thật. Tuy nhiên, những hành động nhỏ nhất như dắt xe hậu cô ấy, mở cửa hay kéo ghế cho cô ấy khi cả hai cùng bước vào nhà hàng sẽ giúp đỡ bạn ghi điểm và tạo ấn tượng không nhỏ trong mắt đối phương đấy. Gọi cho nàng vào sáng hôm sau, nếu không định nhắn tin hay gọi điện cho cô ấy ngay sau buổi hòa hẹn, bạn nên giữ thế chủ động gọi cho cô ấy vào ngày hôm sau. Bởi nếu bạn ngại ngùng và cô ấy không sở hữu và nhận được bất luận một cuộc gọi nào từ bạn, họ sẽ nghĩ rằng mình không đủ hấp dẫn hay thu hút bạn, và thậm chí hàng ngàn suy nghĩ tiêu cực khác có thể nảy ra trong đầu cô ta. Vì thế, ngay sau buổi hẹn đầu tiên, hãy gửi tin nhắn hay gọi điện cho cô ấy để họ biết rằng bạn sẽ quan tâm đến họ.